Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Trước trận quyết chiến không thể tránh khỏi, Iran và Israel vẫn cố giấu át chủ bài. Trong bối cảnh xung đột gia tăng giữa Iran và Israel, cả hai bên đều đang thể hiện những chiến lược phòng bị tinh vi và quyết liệt nhằm đối phó với nguy cơ chiến tranh toàn diện. Iran, với kho tên lửa khổng lồ và mạng lưới đồng minh trải dài khắp Trung Đông, đang sử dụng sức mạnh quân sự này như một công cụ bảo hiểm cho chế độ của mình. Ngược lại, Israel lại nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Mỹ. Điều này không chỉ tạo ra một lá chắn an ninh mà còn gia tăng sức ép lên Tehran. Sau cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Israel vào ngày 1 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có những tuyên bố mạnh mẽ rằng hành động này đã khép lại trừ khi chính quyền Tel Aviv quyết định tiếp tục khiêu khích. Ông nhấn mạnh, nếu điều đó xảy ra, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần quyết chiến của Iran mà còn là một cảnh cáo mạnh mẽ gửi đến Israel. Tehran đã biện minh cho cuộc tấn công này với gần 200 tên lửa được phóng đi, rằng đây là hành động tự vệ trước các cuộc tấn công của Israel, đặc biệt là các vụ ám sát lãnh đạo Hezbollah và chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Lebanon, được lý giải là quyền tự vệ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lập tức tuyên bố rằng Iran đã phạm phải một sai lầm lớn và họ sẽ phải trả giá. Mỹ cũng lên tiếng khẳng định sẽ hỗ trợ Israel trong việc đảm bảo rằng Iran phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù họ đã khuyên cáo Tel Aviv không nên tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Tehran, sự căng thẳng này cho thấy bùng nổ xung đột giữa hai quốc gia đang chực chờ bùng phát bất kỳ lúc nào. Theo giới phân tích, mặc dù cuộc tập kích tên lửa của Iran có thể chỉ gây ra thiệt hại quân sự tối thiểu cho Israel, nhưng Tehran dường như coi đây là một động thái quan trọng nhằm củng cố sự ủng hộ trong khu vực và gửi tín hiệu đến các cường quốc phương Tây rằng nếu không nhanh chóng gây áp lực ngoại giao lên Tel Aviv, xung đột có thể leo thang hơn nữa. Trong bối cảnh đó, Iran đã thể hiện sự kiềm chế trong một thời gian dài, nhưng khi các biện pháp ngoại giao không đạt được kết quả, họ buộc phải thay đổi chiến lược. Thay vì chỉ dựa vào các lực lượng đối tác trong trục kháng chiến mà họ xây dựng nhằm chống lại Tel Aviv, Iran đã quyết định lấy công làm thủ, thực hiện các đòn tấn công trực diện vào lãnh thổ Israel. Các nhà lãnh đạo Iran rõ ràng đã nhận thức được rằng việc không hành động có thể gây ra cái giá cao hơn khi nỗi bất an có thể lan rộng đến các lực lượng đồng minh trong trục kháng chiến của họ. Theo Maha Yahya, giám đốc trung tâm Kanize Trung Đông, Iran cần phải duy trì lòng tin và sự trung thành từ các đồng minh để phát huy ảnh hưởng trong khu vực. Hiện tại, sau khi thực hiện cuộc tấn công tên lửa đạn đạo quy mô lớn vào Israel, Iran không chỉ có thể dựa vào sức mạnh quân sự của mình mà còn dựa vào những đồng minh khu vực để tạo thêm thách thức cho đối phương, giảm thiểu khả năng trả đũa của Tel Aviv. Và Bekir Özcelik, một chuyên gia an ninh cấp cao, chỉ ra rằng các tay súng từ Syria, Yemen và Afghanistan đã cam kết đoàn kết với Hezbollah và sẵn sàng tham gia chiến đấu nếu cần thiết. Đây chính là một phần không thể thiếu trong chính sách an ninh hai trụ cột của Iran, bao gồm năng lực hạt nhân và mạng lưới vành đai lửa, với Hezbollah ở Lebanon, Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Syria và Iraq, cùng với Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng Houthi ở Yemen và dân quân Hồi giáo dòng Shia ở Iraq chưa thể tạo ra sức ép đủ lớn lên Israel bằng các cuộc tấn công tên lửa, song họ vẫn còn nhiều đòn bẩy chưa được sử dụng. Dân quân Iraq có khả năng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ, đồng minh gần gũi nhất với Israel ngay bên trong Iraq. Mặt khác, Iran cũng có thể tìm kiếm sự ủng hộ từ các đối thủ của Mỹ như Trung Quốc và Nga khi mà tình trạng hỗn loạn trong khu vực có thể gia tăng áp lực lên Washington. Mặc dù tình hình khu vực thời gian qua có vẻ tồi tệ đối với các đồng minh của Iran, đặc biệt là Hezbollah, nhiều nhà phân tích vẫn dự đoán rằng tình hình có thể thay đổi nếu Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch trên bộ hạn chế và xa lầy tại Lebanon. Yahya nhấn mạnh khả năng này là món quà cho Hezbollah, lực lượng rất thông thạo chiến tranh du kích có thể khiến quân đội Israel gặp khó khăn và phải trả giá đắt hơn so với việc chỉ thực hiện các cuộc không kích. Đối với Israel, kho tên lửa phong phú và đa dạng của Iran đã trở thành một yếu tố răn đe quan trọng, với báo cáo cho biết Tehran sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Mặc dù không có con số chính xác cho từng loại tên lửa, nhưng theo tướng không quân Mỹ Kenneth McKenzie, Iran có hơn 3.000 tên lửa đạn đạo. Các chuyên gia vũ khí đã phân tích video từ hiện trường cuộc tấn công và suy đoán rằng Iran đã sử dụng các biến thể của tên lửa đạn đạo Shahed-3, một loại tên lửa tầm trung uy lực có tầm bắn gần 2.000 km,
Trong cuộc tấn công này, Tehran cũng đã sử dụng một tên lửa mới, Fatah-1, được mô tả là loại tên lửa siêu vượt âm với tốc độ gấp 14 lần âm thanh và khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng Fatah chỉ là một tên lửa đạn đạo thông thường, thiếu khả năng cơ động liên tục ở tốc độ cao trong bầu khí quyển để vượt qua lưới phòng không của đối phương. Trong trường hợp một cuộc đối đầu quy mô lớn nổ ra, kho tên lửa tấn công khổng lồ của Iran sẽ trở thành quân bài phòng thủ quan trọng, giúp họ có thể kiềm chế phần nào đòn đáp trả của Israel nếu họ lo ngại về những hệ lụy có thể xảy ra. Về phần Israel, nhiều người trong nước coi tình hình hiện tại là cơ hội quý giá để thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông và làm suy yếu Iran một cách triệt để. Simon Guttenfried từ Đại học Hebrew cảnh báo rằng Israel không có ý định giảm leo thang trong bối cảnh hiện tại. Theo thông tin từ trang Axios của Mỹ, một cuộc trả đũa lớn sẽ được Israel triển khai trong vài ngày tới, nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu mỏ cùng các địa điểm chiến lược khác tại Iran, bao gồm cả cơ sở hạt nhân. Peace cảnh báo rằng nếu Israel quyết định tấn công vào các mục tiêu chiến lược này, vốn được Tehran coi là lằn ranh đỏ, tình hình tại toàn bộ Trung Đông sẽ trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Hiện tại, chiến lược phòng thủ của Israel vẫn dựa vào hệ thống phòng không đa tầng và sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây. Tel Aviv đang vận hành nhiều hệ thống phòng thủ để ngăn chặn các mối đe dọa đường không, từ tên lửa đạn đạo đến tên lửa hành trình bay thấp. Hệ thống vòm sắt, dù chỉ là lớp phòng thủ cơ bản nhất, không phải là hệ thống chính thức được sử dụng để chống lại tên lửa đạn đạo Iran trong cuộc tấn công ngày 1 tháng 10 vừa qua. Lớp tiếp theo trong hệ thống phòng thủ tên lửa là David Sling, có khả năng chống lại các mối đe dọa tầm ngắn và tầm trung, tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km. Phía trên David Sling là hệ thống Agro-2 và Agro-3 được phát triển chung với Mỹ, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo trong các giai đoạn khác nhau của cuộc tấn công. Agro-2 được thiết kế để phá hủy tên lửa đang bay tới ở giai đoạn cuối, trong khi Agro-3 được sử dụng để đánh chặn tên lửa từ không gian trước khi chúng quay trở lại bầu khí quyển. Thông tin tình báo từ Mỹ và các đồng minh phương Tây cũng đóng vai trò đặc biệt trong mạng lưới phòng thủ của Israel. Dan Sabat, nhà phân tích từ Guardian, nhận định rằng dù Iran đã cảnh báo về cuộc tấn công thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran, nhưng theo Arachi, họ chỉ làm như vậy sau khi các tên lửa đã được phóng đi 12 phút. Thực tế, Mỹ đã cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra trước đó khoảng 2 tiếng rưỡi, cho phép Israel có thời gian chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Điều này cho thấy Mỹ sở hữu hệ thống tình báo và giám sát vượt trội trong khu vực, giúp tăng cường chiến lược phòng thủ cho đồng minh Israel. Tình hình hiện tại trong khu vực đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, và sự đối đầu giữa Iran và Israel không chỉ là một cuộc chiến quân sự, mà còn là một cuộc chiến tâm lý và chính trị với những hậu quả có thể lan rộng ra khắp Trung Đông và hơn thế nữa. Cả hai bên đều đang đặt cược cao vào khả năng duy trì ảnh hưởng và sức mạnh, và chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột khốc liệt. Washington cảnh cáo Iran không được động đến các mục tiêu của Mỹ và Israel. Tại cuộc họp của Liên Hiệp Quốc vào ngày 2 tháng 10, bầu không khí căng thẳng đã tăng lên khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ đến Iran, không được tấn công các cơ sở của Mỹ và Israel. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực trả đũa đang diễn ra tại Trung Đông. Trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Thomas Greenfield nhấn mạnh rằng mọi động thái của Mỹ đều mang tính chất phòng thủ, đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải chịu trách nhiệm nếu dám đụng chạm đến các mục tiêu của nước này. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, với Israel thực hiện các cuộc không kích mạnh mẽ vào Lebanon, dẫn đến cái chết của thủ lĩnh lực lượng Hezbollah. Và cùng lúc, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa vào Israel, tạo ra một làn sóng lo ngại về khả năng bùng nổ chiến tranh tổng lực trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong chuyến thăm Qatar ngày 2 tháng 10 đã khẳng định rằng Tehran không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ có hành động đáp trả nếu Tel Aviv tấn công. Ông cho biết chuyến thăm này nhằm tăng cường đối thoại về các thỏa thuận song phương và thảo luận về tình hình căng thẳng ở khu vực sau các cuộc tấn công gần đây của Israel. Tại Lebanon, nơi Israel đang mở rộng các cuộc tấn công cả trên không và trên bộ, các nhà lãnh đạo quốc gia này đã đồng lòng ủng hộ một đề xuất ngừng bắn ngay lập tức do Mỹ và Pháp đưa ra. Thủ tướng lâm thời Najib Mikati cùng với lãnh đạo quốc hội Nabih Berri và lãnh đạo đảng xã hội tiến bộ Walid Jumblatt đã lên án mọi hành động quân sự nhằm vào dân thường ở Lebanon cũng như người dân Palestine ở dải Gaza, nhấn mạnh rằng những hành động này có thể dẫn đến một cuộc chiến tổng lực khốc liệt.
họ kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện trách nhiệm và ủng hộ kế hoạch khẩn cấp mà chính phủ Lebanon đề xuất. Trong một phát biểu khác cùng ngày, tướng Mikati nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức để chấm dứt tình trạng thù địch đang gia tăng giữa Israel và Hezbollah, đồng thời cho biết khoảng 1,2 triệu người dân Lebanon đã phải di dời do các cuộc tấn công của Israel. Những lời kêu gọi hòa bình và ổn định này đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi mà tình hình Trung Đông đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.